Thưa quý vị, tối 26 tháng 9 năm 2024, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, quy định tại khoản 3, điều 170 Bộ luật hình sự. Đồng thời, Công an tỉnh Thái Bình cũng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, cùng hai phóng viên Đặng Văn Phục và Vũ Đức Lân để điều tra về hành vi có dấu hiệu tội phạm cưỡng đoạt tài sản. Các lệnh tố tụng đối với các nghi phạm đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Liên quan đến vụ án này, trước đó Công an tỉnh Thái Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc, phương tiện cá nhân đối với ông Đồng Xuân Thụ, Tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, địa chỉ tại văn phòng tòa nhà C1 Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Cùng bị áp dụng các biện pháp tố tụng còn có các cấp dưới Công Thụ gồm ông Bùi Văn Toàn, trưởng ban kinh tế Môi trường, bà Cao Thị Thu Hường, kế toán và hai phóng viên là ông Nguyễn Ngọc Tuyên và ông Nguyễn Tất Triển. Công an tỉnh Thái Bình đang mở rộng điều tra vụ án. Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam do ông Đồng Xuân Thụ làm tổng biên tập. Cảnh sát xác định, từ năm 2020, ông Đồng Xuân Thụ, tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, chỉ đạo thành lập chương trình gây quỹ Cây Chổi Vàng, với danh nghĩa để tôn vinh, ủng hộ, làm công tác từ thiện giúp đỡ công nhân vệ sinh môi trường toàn quốc có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp đó, ông Thụ chỉ đạo cán bộ, phóng viên, cộng tác viên đi kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia ủng hộ tiền để gây quỹ. Tuy nhiên, chương trình Cây Chổi Vàng do ông Thụ và tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phát động, khởi xướng đã tạo vỏ bọc tinh vi làm công cụ để các nghi phạm cấu kết, thông đồng móc nối với nhau hoạt động, cưỡng đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên cả nước với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Cụ thể, ông Đồng Xuân Thụ và thuộc cấp đã chỉ đạo phóng viên, cộng tác viên đi tìm hiểu, nắm bắt các dấu hiệu sai phạm của tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, sau đó đe dọa đăng tải trên tạp chí này nhằm hạ uy tín, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Nếu không muốn bị nêu tên trên tạp chí, cá nhân, doanh nghiệp buộc phải tham gia chương trình Cây Chổi Vàng do các nghi phạm đề ra. Do vậy, trong các buổi làm việc với người dân, doanh nghiệp đó, các nghi phạm luôn mang sẵn hợp đồng mời tài trợ cho chương trình Cây Chổi Vàng. Khi ép được bị hại tham gia thì yêu cầu ký luôn để thu tiền. Số tiền thu được, ông Đồng Xuân Thụ và các nghi phạm không thực hiện chi cho hoạt động chương trình Cây Chổi Vàng mà dùng để chi chác, phân bổ cho nhau theo tỷ lệ quy định. Những thông tin mới nhất sẽ được cập nhật tại thanhniên.vn cùng các nền tảng của báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi. Ngày 26 tháng 9 năm 2024, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Hội đồng xét xử bắt đầu xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, là cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 8 bị cáo trong nhóm tội danh vận chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương 106.730 tỷ đồng. Cáo trạng thể hiện bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu, các bị cáo khác có vai trò thực hành, giúp sức cho hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới của bị cáo Trương Mỹ Lan. Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2012 đến năm 2022, mỗi khi cần tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo bị cáo Trịnh Quang Công là cựu tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý Acumen, phối hợp với bị cáo Nguyễn Phương Anh là cựu phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát và luật sư Chiu Bin Kyum Kenneth lập các hợp đồng khống giữa các công ty ma tại Việt Nam và công ty tổ chức ở nước ngoài. Ông Chiu Bin Kyum Kenneth là người được bị cáo Trương Mỹ Lan giao quản lý các công ty nước ngoài, hiện đang yêu cầu tương trợ tư pháp xác minh đối tượng nhưng chưa có kết quả. Thông qua các hợp đồng khống, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, tức SCB. Hồ sơ vụ án xác định, tổng số tiền bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương 106.730 tỷ đồng. Tại tòa, bị cáo Trịnh Quang Công khai nhận, từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 10 năm 2022, bị cáo đã chuyển tổng cộng 1,8 tỷ đô la Mỹ và nhận từ nước ngoài về 1,4 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 34.000 tỷ đồng.
Bị cáo Công được giao phụ trách 7 công ty, hầu hết các công ty đang là chủ đầu tư các dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Theo bị cáo Trịnh Quang Công, ban đầu bị cáo làm việc trực tiếp với bị cáo Trương Khánh Hoàng là cựu quyền tổng giám đốc SCB, nhưng sau đó làm việc với bị cáo Trương Mỹ Lan. Riêng ông Chiêu sẽ thỏa thuận làm việc với phía nước ngoài để ký hợp đồng. Đồng thời, thực tế không phát sinh giao dịch thật nào với công ty ở nước ngoài. Sau khi hoàn thiện các hợp đồng khống, bị cáo Công và ông Chiêu sẽ chuyển cho SCB các chi nhánh làm thủ tục giải ngân. Bị cáo Công khai nhận, do tin tưởng bị cáo Trương Khánh Hoàng nên nghĩ hành vi của mình là đúng pháp luật, đến khi làm việc với cơ quan điều tra mới nhận thức được sai phạm. Trong khi đó, bị cáo Bùi Anh Dũng là cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB khai tại tòa. Từ năm 2013 đến năm 2022, bị cáo Dũng đã ký duyệt 6 lệnh chuyển tiền trên nước ngoài hơn 712 tỷ đồng thông qua các hợp đồng khống. Sau này làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo Dũng mới biết việc chuyển tiền trên nước ngoài là sai quy định. Bị cáo Bùi Anh Dũng còn khai thêm, do có nhân viên các khối làm thủ tục nên bị cáo chỉ ký duyệt chứ không nắm về nghiệp vụ, quy định, cũng như không biết các công ty trong hồ sơ là thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tương tự, bị cáo Trương Khánh Hoàng là cựu quyền tổng giám đốc SCB cũng khai từ ngày 15 tháng 5 năm 2021 đến ngày 12 tháng 8 năm 2022 đã ký duyệt 38 lệnh chuyển tiền ra nước ngoài với tổng cộng 929 triệu đô la Mỹ, tương đương 21.810 tỷ đồng và nhận 1,9 tỷ đô la Mỹ, tương đương 47.392 tỷ đồng từ nước ngoài chuyển về. Tổng cộng có 106 giao dịch phát sinh trong thời gian vừa nêu. Các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài, nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam đều do các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện thông qua các loại hợp đồng khống. Theo bị cáo Trương Khánh Hoàng, các lệnh chuyển tiền ra nước ngoài do bị cáo ký duyệt đều không đủ điều kiện chuyển tiền. Đối với các giao dịch nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, mặc dù thiếu thông tin về mục đích chuyển tiền, bị hệ thống tự động hóa, bị cáo vẫn duyệt mở khóa trên hệ thống để hạch toán vào tài khoản của khách hàng nhận tiền. Bị cáo Trương Khánh Hoàng khai, việc chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền về Việt Nam đều theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan, chứ bị cáo Hoàng không biết cụ thể các hợp đồng được soạn thảo như thế nào. Trong giai đoạn 2 của vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm bị xét xử về 3 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Báo Tin sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tại địa chỉ thanhniên.vn và trên các nền tảng. Kính mời quý vị đón theo dõi.